vừa vắng đi Harry Maguire, nhưng thay thế vào đó là một trong những trung vệ xuất sắc của quá khứ, đó là Rafael Varane. Johnny Evans cũng vậy, Dalot và Luxor sẽ thay nhau thi đấu ở cánh phải và cánh trái. Luis Diaz dứt điểm. Cú sút của Luis Diaz đã đập trúng chân của Evans. Nguy hiểm. Đó là pha chạm bóng của Konate. Tiếp tục là các thủ cấm của Manchester United. Mohamed Salah khá nguy hiểm của tiền đạo người Ai Cập, nhưng nó đã tạo ra một cơ hội dành cho Darwin Núñez. Trong trận đấu ngày hôm nay, Anthony và Garnacho đều là những cầu thủ hoàn toàn có thể tạo ra được những sự đột phá. Manchester United vào thời điểm này khó có thể kiểm soát được trái bóng, vì thế mà họ đã quyết định chơi pressing tầm cao ngay từ những giây phút đầu. Van Beek và phối hợp không thành công của các cầu thủ bên phía Liverpool. Andre Onana. Trước trận đấu này thì Andre Onana trả lời báo chí Anh một ngày sát cánh cùng với Scott McTominay, và chúng ta cũng đang nhìn thấy Scott McTominay được đẩy lên cao hơn so với những tiền vệ còn lại. Sofian Amrabat sẽ là người đá thấp nhất. Lý không tốt của Scott McTominay, nhưng rất may sau đó thì Liverpool cũng chưa thể tạo ra một sự bất ngờ. Nhưng bây giờ thì trái bóng vẫn đang nằm trong chân của Mohamed Salah. Soboslai là những đội bóng đang thi đấu cực hay trên sân nhà ở ngoại hạng mùa giải năm nay. Liverpool cùng với Aston Villa có thành tích sân nhà. Phải dứt điểm ngay. Alexander-Arnold chưa thể qua được hệ thống phòng ngự áo trắng. Các cầu thủ Liverpool cho rằng bóng chạm tay của vợ Varane. Rafael Varane. Evans. Nhiều nhất ở ngoại hạng Anh mùa giải năm nay với 242 lần. Lại thêm một. Đúng là ở trận derby nước Anh thì chưa thể biết chưa điều gì cả. Liverpool được đánh giá cao hơn rất nhiều so với Manchester United trước khi cuộc đấu này diễn ra. Nhưng trên sân vào lúc Varane. Evans. Những đường chuyền dài là những thứ. Thêm một tình huống cố định và thêm một nỗi lo cho các cầu thủ Manchester United. Dứt điểm. Pha bắt vô lê của Van de Beek. Varane là người đã phá bóng ra trước đó. Mohamed Salah. Soboslai. Luxor đang chơi rất hay. Với sự xuất sắc của Luxor thì anh là cánh phải của Liverpool cũng chưa phát huy được quá nhiều hiệu quả và tạo ra được quá nhiều cơ hội cho các cầu thủ tấn công ở phía trên. Rafael Varane. Manchester United của huấn luyện viên Erik ten Hag có thể chơi phòng ngự không ổn ở mùa giải năm nay, nhưng trên sân khách trong 5 trận đấu. Đường chuyền tốt của Mohamed Salah. Soboslai vượt qua Amrabat nhưng không qua được Rafael Varane. Quyền của Manchester United mà Jurgen Klopp đối đầu khi ông dẫn dắt câu lạc bộ Liverpool. Không có ai ở phía sau cả. Một đường chuyền có phần hơi mạnh của Luis Diaz. Konate. Một số những cú đánh đầu tới từ Konate và Virgil van Dijk đã tạo ra những sự nguy hiểm, nhưng vẫn còn đó là sự chắc chắn của Onana. Rafael Varane. Varane đã chỉ huy hàng phòng ngự ở trong những phút thi đấu đã qua là cực tốt. Chính anh là người đã thường xuyên bọc lót cho Luxor. Bài trả lời báo chí Anh cũng đã nói rằng huấn luyện viên Erik ten Hag cần Rashford, dù cho vào lúc này phong độ của số 10 bên phía Manchester United là không cao. Không chỉ có Dalot hay, cho tới lúc này thì Kobbie Mainoo cũng đang là cầu thủ có tỷ lệ chuyền bóng chính xác tốt thứ ba của Luis Diaz. Tiếp tục là một đường chuyền thiếu chính xác của Van Beek. Những bước chạy của Van Beek không thể vượt qua cầu thủ cuối cùng. Thẻ vàng dù đã có tác động kéo áo của Amrabat, nhưng chừng đó là không đủ để giúp cho Liverpool được hưởng khoảng 11 mét. Khá nhịp nhàng tới từ các cầu thủ Liverpool.
Bóng không thể tới được với cầu thủ người Colombia, đó là Luis Diaz. Lại một lần nữa thì chúng ta nhìn Mohamed Salah. Endo không vượt qua được và phải Varane. Bóng đã đi hết đường biên ngang. Cho tới lúc này thì Rafael Varane đang là người ngăn cản những Trent Alexander-Arnold, không vượt qua được Varane. Luke Shaw đang hoạt động tốt trong khả năng ngăn cản đối phương có thể phản công. Một tình huống phòng ngự rất kinh nghiệm của Rafael Varane. Mark Rashford, bóng rời đi từ chân của Luis Diaz thì mới có va chạm với cầu thủ Colombia và không có penalty cho Liverpool là hoàn toàn xác đáng. Endo, Luis Diaz. Amrabat. Coricapo đường chuyền trúng vào chân của Rafael Varane. Quá nhiều những pha dứt điểm từ xa của cầu thủ Liverpool trong bối cảnh mà họ hoàn toàn có thể phối hợp được. Đây là một tình huống mà Curtis Jones đã rất thoáng bên cánh trái nhưng không có đường. Tsimikas đánh đầu không được, có vẻ như bóng đã chạm tay. Đang là Alexander Arnold. Thực sự là ngày hôm nay Man United đã phòng ngự bóng bổng quá hay. Khác Alexander Arnold, tiếp tục là Rafael Varane. Watanabe. Một trận đấu mà Man United cho mọi người thấy rằng những con số thống kê không là gì cả. Và đây thì cũng đã là trận hòa thứ tư với tỷ số 4-0 trong 9 trận gần nhất hai câu lạc bộ đối đầu với nhau. 4 trận với kết quả không đều trong một trận đấu mà chúng ta được gọi là derby nước Anh. Nhưng ngày hôm nay Varane xứng đáng là một trong những cầu thủ xuất sắc của Manchester United. Hàng phòng ngự của đội bóng này đã chơi quá hay. Một trận đấu mà Liverpool cũng đã chơi đầy cố gắng nhưng rất đáng tiếc là họ cũng đã không thể giữ được ngôi vị đầu bảng của mình. Quà tặng cuối năm từ K+, app K+ ưu đãi lớn giảm tới 50%.